Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Sang. Qua video mình cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Sang trong những lô cây vừa rồi nha. Hôm nay anh về được hai cây, một cây mai tàng, một cây phôi các bạn. Giá cực mềm cho anh em luôn. Em xin chào anh Sang. Chào cả nhà, chào anh Thắng. Lời đầu tiên chúc anh chị chú bác dồi dào sức khỏe, mang phát tài phát lộc. Dạ. Không làm mất thời gian của anh chị chú bác, em đem về một cây tàng, một cây phôi. Mong anh chị chú bác coi hợp ý alo em. Cây tàng này có gì đặc biệt không anh? Có anh. Sang. Bông chùm nùi nùi thơm lắm anh. Cây này bông VIP anh? Dạ bao bông. Rồi rồi ok. Rồi đầu tiên quay gốc mã số 1 cho bạn xem, một cây mai tàng nha anh em. Đây. Từ xa khoảng 3 mét anh em. Cây này đế rất là đẹp nha. Cái củ nở rất là nở. Một cốt đi lên. Cái chiều cao này khoảng nhiêu anh Sang? Chiều cao khoảng 3 mét anh. Rồi. 3 mét luôn anh. Rồi, chiều cao 3 mét, tán ngang 3 mét. Cái này tàn nguyên thủy luôn anh Sang. Dạ nguyên thủy, đặc biệt là nó bò rất là dài. Dạ. Bò một thước luôn anh, hình thú con nguyên con thú. Dạ. Đây các bạn. Tổng thể nha. Bộ tàng này thiên nhiên nó không có đều nè. Anh em về anh em chỉnh sửa cho nó tròn lên anh em chơi nha. Có phong sẵn một cốt lắc lượng nha. Cái này chia sẻ của anh Sang thì bông nó cực kỳ VIP nha anh em, cực kỳ đẹp nha. Anh thấy mặt bông rồi. Bao bông cho anh em. Nó còn cái cho anh nghĩ nở còn chùm chùm. Bông này thơm luôn anh Sang. Dạ, bao bao. Bao. Dạ. Tàn tán chi cành cũng đều nè, bắt đều hết trơn nha. Vì mình dằn dày nước dây vô không thôi anh em, con cho nó nhẹ cho nó tròn cái tàn anh em chơi cái này thôi. Rồi xuống quay đầu đế cho anh em xem. Đây. Nguyên con thú anh em ơi. Đế cái nó có cái củ rất là nở nha. Đế đều hết trơn luôn. Đế này còn làm được nữa không anh Sang? Dạ còn làm được anh. Mà cây tàn để vậy được anh. Dạ. Cái nồi nó rất là lớn, tới 4 đo bề ngang tới 4 5 tay rồi. Đích rất lớn. Cây có lên xù gì không anh Sang? Đang lên xù khoảng 1 mét mà em không tính, em tính trơn anh. Nó đang lên hết luôn nguyên con luôn á. Đây nó sung lên mạnh ha. Dạ. Rồi tính anh em bán anh em cái trơn anh em ơi. Giờ anh em trồng nó sung nó ra nhiều hơn nữa nha. Đây cốt lắc lượng rất là gắt anh em. Cây liền lạc nha, không thể tích. Này, một cốt chót đọt luôn. Cái này về tạc tán là bị đặt là cái này giá trị nha anh em. Đế nè. Chân trống chân chịu có hết nha. Đều giúp cái chân luôn. Phía dưới đây có luôn nè. Cái này anh có màu sơ nè. Chút xíu nè. Có hết luôn. Bao đế luôn. Đế bao đế luôn. Đây có con gắt ha. Lắc lên nè. Tay cầm đầy đủ hết trơn. Rồi quay từ xa cho anh em xem lại con tàng này nha. Chỉnh nhẹ là chơi anh em ơi. Bông cực VIP nha. Nhắc lại lần nữa nha anh em. Bông nghệ mà lại thơm cả nhà. Rồi mình cho các bạn thông số luôn Sang ơi. Em đo. Cây này em đo hai vị trí á. Tại vì nó nằm khó đo lắm. Rồi 57. Rồi 57. Bốn mươi bốn đo lên 1,5 gram 44. Rồi đo lên cao là 44. Anh đo thoát thân nó phản cái mình chưa nó ra nhiêu anh Sang? Đó bò được 70 anh. Rồi nó bò trường ra là 70 anh em. Rồi anh Sang sẽ đo nguyên cái nồi đế anh em đặt luôn nha. Nồi đế 200 anh. Rồi 2 mét đế là hết bầu luôn anh Sang. Dạ 200. Đo sẵn tay anh đo cái chiều sổ đế xuống khoảng như sao. Bốn tắc. Rồi mình cho các bạn cái mức giá luôn Sang ơi. Cây này em giao lưu với anh chị chú bác là 65 triệu, bao ship 200 km. Rồi 65 triệu nha anh em, bao ship 200 km nha. Bông vàng nhẹ, bông chùm, bao bông. Rồi nhắc lại nữa anh em ơi, bông cực VIP nha, bông đẹp nha anh em, bao bông nha. Rất thơm. Rồi tiếp theo các bạn ơi, có một cái phôi anh em. Quá dữ. Cây đang lên xù ha anh Sang. Dạ cây phôi này đang lên xù anh. Đây. Nắp nó nứt ra trời nè. Xù đế nè. Quá tay nồi đế luôn. Bông xe đại anh em ơi. Lùng liền lực nha. Mặt bông nó là sao anh Sang? Bông từ 7 đến 9 cánh. Rồi bông. Dảo lai anh. Rồi dảo lai anh em ơi. Bông từ 7 đến 9 cánh ha. Cây này tạo thành phẩm là ok anh em. Bông xe đại. Cái chiều cao nó mình đo thử có khoảng như anh Sang? 18 rồi. Chiều cao 68. Rồi chiều cao nó gần 7 tấc nha anh em. Rồi mình cho các bạn thông số luôn anh Sang.
Cái này về anh em tạo tàn tán luôn anh em ơi, khỏi ghép nha, bông nó đẹp sẵn nha, bông dảo lai. Qua này ấy ai cho lên lượt này mình thấy cái quành. 69 tính 68 anh. Rồi, 69 ha. Ờ, tính 68 thôi. Rồi, quành chuẩn. Rồi mình đo cái nào đế thử khoảng nhiêu anh xem. Này cục đế đặt luôn. 200. Rồi khoảng 2 mét ha. Dạ, 2 mét rồi đế đặt 2 mét. Đế đẳng cấp nha nè, đế để anh em tạo cái tàn này thành bonsai đó. Tàn thông hay ha, tàn gì đó. Lỡ lỡ đó. Anh em chơi cây này giá trị nè. Cây đang lên xuồng mạnh luôn nha. Rồi mình giao lưu với anh em là giá tầm khoảng nhiêu vậy anh Sang? Cây này giao lưu với anh chị chú bác gần xa, em bao ship 200 km, 65 triệu. Rồi, 65 triệu ha anh. Dạ. Ví dụ anh em nào muốn sở hữu nguyên cặp này mình có cái giá nào tốt nữa không anh Sang? Có anh, giá ưu đãi. Rồi liên hệ với anh ha. Dạ. Rồi ok anh ơi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn bạn ngày mai lúc 18 giờ chiều. Nãy giờ mình có quay cặp mai của anh Sang đó. Anh em nào thiện chí thợ lô trực tiếp anh Sang để mình sủ các bạn ơi. Chúc các bạn có buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao dịch thành công.